vỡ trận ở Abkhazia, Kiev rút lui nhiều vị trí, Ukraine căng mình dựng lưới phòng thủ chặn sóng tiến công vũ bão của Nga, Nga cảnh báo xung đột toàn diện với NATO, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp chiến thắng Hamas, Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Kataib Hezbollah ở Iraq. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Kênh Surya Maps đưa tin, tình hình trên mặt trận Abdiqa diễn biến nhanh chóng. Quân đội Nga tiếp tục tiến dọc các phố Peso Geneva, Nezalemosti, Saporonova, Lesi Ukranki và Donetsk Phong tuyến sụp đổ, quân đội Ukraine rút lui về phía đường Sesatoka, Ngoài ra, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một đoạn đường sắt và một phần khu vực nhà nghỉ mùa hè, cho phép họ di chuyển tiền tuyến đến gần kho ô tô Adyevskaya. Kênh German cũng xác nhận tại Abdiivka, quân đội Ukraine hoặc sẽ cố gắng mở đường máu thoát khỏi thành phố hoặc chiến đấu đến người cuối cùng để dành thời gian cho việc xây dựng một tuyến phòng thủ tốt hơn ở phía Tây. Được pháo binh và không quân yểm trợ tích cực, quân đội Nga đang chốt chặn ở ngoại ô, khiến việc lực lượng Ukraine rút lui trở nên khó khăn hơn trong khi đẩy mạnh tiến quân sâu hơn vào trung tâm để chia cắt đối phương nhằm bao vây tiêu diệt lớn. Máy bay Nga dồn dập ném bom FAB xuống Abdiivka. Chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 7 tháng 2, đã có ít nhất 26 quả được ghi nhận, bao gồm cả bom FAB-1500. Động thái này được cho là tập trung dọn dẹp các cứ điểm xung quanh mũi xung kích, mở đường cho bộ binh tấn công và ngăn ngừa Ukraine tập hợp để phản công. Mục tiêu cắt Avdiivka làm hai phần cơ bản đã thành hiện thực. Lực lượng Nga sẽ cố gắng chiếm toàn bộ giải đất cho đến tuyến đường tiếp tế chính. Business Insider dẫn lời một chuyên gia quân sự cho rằng việc Ukraine thay đổi chiến thuật có thể khiến Nga gặp khó khăn trong việc đạt được bước tiến mạnh mẽ trên chiến trường trong thời gian tới. Cuối năm ngoái, Ukraine tuyên bố sẽ đầu tư gần 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng các công sự dọc biên giới với Nga và tạo ra một tuyến phòng thủ sâu rộng hơn ở khu vực phía đông Donbass. Những công sự này có thể đóng vai trò là vị trí dự phòng trong trường hợp Nga đạt được tiến bộ lớn. Riley Ballet, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói rằng, Hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể khiến các lực lượng Nga gặp khó khăn khi tấn công trực diện vào các vị trí cố thủ. Ông Bailey cho rằng Ukraine sẽ không từ bỏ mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Các quan chức Ukraine cho biết Ukraine đang xây dựng một kế hoạch phản công lớn trong năm 2024 nhờ bảo toàn phần lớn vũ khí do phương Tây cung cấp, cũng như chờ thêm vũ khí sẽ được hỗ trợ trong năm nay, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16. Theo ông William Abeke, Giám đốc Chiến lược Công nghệ và Kiểm soát Vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đánh giá, Ukraine cần thiết lập những tuyến phòng thủ mới để đề phòng và tạo ra những cái bẫy có thể hạn chế khả năng tấn công của Nga. Các chuyên gia cũng đồng tình rằng Ukraine sẽ không từ bỏ các hoạt động tấn công Mục tiêu của Ukraine trong giai đoạn tới có thể là phòng thủ tích cực để giữ vững các vị trí phòng thủ và tìm kiếm điểm yếu của Nga. Lưới lửa phòng không Ukraine đang trở thành mối nguy hiểm hàng đầu cho không quân cũng như các tên lửa hành trình tấn công của Nga. Chính vì vậy, việc tiêu diệt các hệ thống phòng không uy lực nhưng đắt đỏ của phương Tây chuyển giao cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Nga trong xung đột tại Đông Âu. Hiểu được điều này, Ukraine đã tiến hành làm giả các loại vũ khí công nghệ cao, trong đó có hệ thống phòng thủ Iris-T. Có thể nhận thấy trình độ làm phách của Ukraine đã đạt tầm cao mới khi làm bằng kim loại để phản hồi tín hiệu radar, thậm chí chúng còn được lắp bánh xe thật để di chuyển hay có cả hệ thống xoay giống như hàng thật điều này khác hẳn với phía Nga khi các hệ thống vũ khí giả chỉ được làm theo kiểu bơm hơi, rõ ràng là một hệ thống Iris Defect vốn chỉ tốn trên dưới chục ngàn đô la là đã có thể khiến Nga hao tổn các loại tên lửa trị giá hàng triệu đô la Mỹ để phá hủy. Tổ hợp vũ khí này cho phép kết hợp các yếu tố bao gồm cảm biến, radar, hệ thống điều khiển chiến đấu, thông tin liên lạc từ các nhà sản xuất khác nhau vào một nền tảng duy nhất. Điểm độc đáo của hệ thống phòng không này là nó sử dụng tên lửa không đối không Iris-T có thể tấn công các mục tiêu trên không trong phạm vi 25 km. Nhà sản xuất cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không Iris-T ra đời để bảo vệ các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng khỏi tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định cũng như trực thăng tấn công của đối phương. RT đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 7 tháng 2 đã đáp trả trên Telegram việc gần đây một số lãnh đạo phương Tây hối thúc người dân của họ chuẩn bị cho kịch bản xung đột tiềm tàng với Nga. Ông Medvedev nhấn mạnh, Nga nhiều lần khẳng định không có kế hoạch phát động một cuộc xung đột với NATO hay các nước liên minh châu Âu EU, ngay cả khi phương Tây liên tục đề cập vấn đề này. Ông cho rằng câu chuyện này được thiết kế để chuyển sự chú ý của cử tri phương Tây khỏi khoản chi lớn viện trợ cho Ukraine, một nỗ lực mà ông đánh giá rằng nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi. Ông Medvedev cảnh báo, Do sự bất cân xứng về năng lực quân sự, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Phản ứng cũng sẽ không đối xứng. Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chúng tôi sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo và hành trình có đầu đạn đặc biệt. Đây sẽ là ngày tận thế với phương Tây, sẽ chấm dứt mọi thứ. Do vậy, ông hối thúc các chính trị gia phương Tây nên nói sự thật với người dân về những hệ quả nếu xung đột với Nga nổ ra. Ngày 7 tháng 2 vừa qua, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis bày tỏ hy vọng trung quốc sẽ hỗ trợ cho việc tổ chức hội nghị về hòa bình ở ukraine tuyên bố được đưa ra sau khi bern đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu với ukraine ukraine cho biết họ đã mời chủ tịch trung quốc tập cận bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến của các nhà lãnh đạo thế giới ở thụy sĩ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột theo đề nghị của tổng thống ukraine volodymyr zelensky thụy sĩ ở vị trí trung lập đã đồng ý đăng cai sự kiện tuy nhiên ngày giờ và địa điểm vẫn chưa được ấn định khi được hỏi tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh về việc liệu Trung Quốc có đáp lại lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hay không, ngoại trưởng Cassis tuyên bố: "Đây là một hội nghị cấp cao, chúng tôi không thể mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Tôi quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ từ Trung Quốc vì Trung Quốc có mối quan hệ tuyệt vời với Nga." Cùng ngày, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách riêng của mình để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng." Phát biểu tại cuộc họp đêm ngày 7 tháng 2 vừa qua tại Tel Aviv, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sắp hoàn toàn chiến thắng và giành chiến thắng trong tầm tay chỉ trong vài tháng nữa. Theo nhà lãnh đạo này, quân đội Israel đã giành được những thắng lợi chưa từng có và gây thiệt hại nặng nề cho Hamas. Ông Netanyahu khẳng định lực lượng phòng vệ Israel IDF sắp kiểm soát được thành phố Khan Yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở thị trấn Rafah. Nhà lãnh đạo cũng bác bỏ yêu cầu của Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 135 ngày và cam kết sẽ thúc đẩy cuộc chiến ở giải Gaza cho đến khi hoàn toàn chiến thắng. Quân đội Mỹ mới đây đã đưa ra thông báo, một chỉ huy của lực lượng dân quân Hezbollah, nhóm vũ trang ở Iraq mà Lầu Năm Góc cáo buộc đã tấn công quân đội Mỹ, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công trả đũa ngày 7 tháng 2 theo giờ địa phương. Theo đó, quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố, các lực lượng của Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công đơn phương tại Iraq để đáp trả các cuộc tấn công trước đó vào quân nhân Mỹ, tiêu diệt một chỉ huy Khatai Hezbollah chịu trách nhiệm trực tiếp lên kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, không có dấu hiệu về thương vong dân sự. Một số nguồn tin an ninh tiết lộ rằng, chỉ huy dân quân bị tiêu diệt là Abu Bakr al-Sadi thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và một phương tiện ở phía đông Bát Đa vào ngày 7 tháng 2. Ngoài ra, ít nhất 3 người khác đã thiệt mạng và chiếc xe bị nhắm mục tiêu đã được sử dụng bởi lực lượng huy động nhân dân Iraq, một cơ quan an ninh nhà nước bao gồm hàng chục nhóm vũ trang. Pakistan ngày 8 tháng 2 đã tạm thời đóng cửa một số khu vực biên giới đất liền và đình chỉ dịch vụ điện thoại di động, cũng như áp dụng các biện pháp thắt chặt an ninh cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra sau làn sóng bạo lực Quyết định của chính phủ Pakistan triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại các điểm bỏ phiếu và trên khắp đất nước được đưa ra sau hai vụ nổ gần các văn phòng bầu cử mà tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm, khiến 26 người thiệt mạng ở tỉnh Balochistan vào hôm 7 tháng 2. Đồng thời, động thái này cũng diễn ra sau lời kêu gọi của cựu Thủ tướng Imran Khan tới những người ủng hộ ông hãy đợi bên ngoài các vòng bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu cho đến khi kết quả được công bố. Ông Khan hiện đang bị giam giữ với nhiều cáo buộc, năm ngoái những người ủng hộ ông khan đã xông vào một số tòa nhà chính phủ và đụng độ với quân đội khi cố gắng ngăn chặn việc bắt giữ ông bộ nội vụ pakistan cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội x do hậu quả của một số vụ khủng bố gần đây cướp đi nhiều sinh mạng các biện pháp an ninh là điều cần thiết để duy trì luật lệ và trật tự cũng như để ứng phó với các mối đe dọa tiềm mẩn biên giới iran và afghanistan cũng bị đóng cửa Ngày 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại Nevada. Đây là chiến thắng lớn thứ hai của ông Biden trong 4 ngày qua. Kết quả kiểm phiếu tại hạt Washoe lần thứ hai bang Nevada cho thấy, ông Biden đã dẫn đầu với 89% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Marianne Williamson nhận được 3%. Hạ nghị sĩ Dean Phillips đã rút khỏi cuộc đua tại Nevada. Tại hạt Clark đông dân nhất của bang Nevada, Tổng thống Biden nhận được 91% số phiếu ủng hộ, cao hơn hẳn so với tỷ lệ ủng hộ 24% mà ông nhận được cách đây 4 năm. Trước đó vào ngày 3 tháng 2, ông Biden đã giành được một chiến thắng lớn khác ở bang South Carolina với 96% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại đây. Theo kết quả chính thức, ông Ilham Aliyev, đã đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Azerbaijan lần thứ năm liên tiếp trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 tháng 2. Kết quả kiểm phiếu hầu hết các khu vực bầu cử cho thấy, ông Aliyev đã giành chiến thắng với 92% số phiếu ủng hộ. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Mazahi Panahov khẳng định, người dân Azerbaijan đã bầu ông Aliyev làm tổng thống nước này. Ông cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 67,7%. Hàng ngàn người ủng hộ đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Baku vào tối cùng ngày để chúc mừng Aliyev tái đắc cử. Ông Aliyev, 62 tuổi, được bầu làm tổng thống Azerbaijan lần đầu tiên vào năm 2003 và tái đắc cử vào các năm 2008, 2013, 2018. Năm 2009, ông Aliyev đã sửa đổi hiến pháp để không giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống. Năm 2016, Azerbaijan quyết định kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm lên 7 năm. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube báo điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại!